Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình thường blend và chỉnh màu ảnh ở trong phim trường. Ở đây mình có mượn cái stock của bạn Tâm Võ để làm cái video chia sẻ này. Thì cũng như là những cái ảnh khác ấy, thì những cái ảnh chụp của phim trường hoặc là những cái ảnh chụp ở ngoài, thì nhất là đối với ảnh cưới thì bao giờ mình cũng sẽ làm cái công việc đầu tiên, đấy là cân bằng trắng. Cái cân bằng trắng này nó rất quan trọng, bởi vì khi mà chụp ở trong chụp ở máy kỹ thuật số ấy, thì cái việc mà bị phủ màu theo ánh sáng, theo nhiệt độ màu hoặc là theo trang phục là chắc chắn sẽ xảy ra. Cái điều đó thì các bạn sẽ nên cân bằng trắng trước khi mà các bạn blend. Cái cân bằng trắng này nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái độ tương phản về màu sắc và ánh sáng tốt, chi tiết nhất. Thì mặc định lúc đầu của nó ở đây là do thợ chụp của nó là nhiệt độ màu của nó 7300. Kênh màu của nó đây là cộng 3. Thiên về màu màu tím. Có thể khi các bạn cân bằng trắng thì cái nhiệt độ màu nó sẽ tăng lên, bởi vì cái này nó sẽ là khá chuẩn, nó là khá chuẩn, nên là các bạn có thể tự điều chỉnh bằng cái tự tự có thể cảm nhận được bằng mắt của mình. Khi mà mình cảm thấy rằng là cái này nó, khi mà mình cân bằng để sao cho nó ok nhất. Ok nhất ở đây có nghĩa là nó sẽ không bị, ví dụ các cái điểm sáng ấy, hoặc là các cái màu sắc mình cảm thấy nó sẽ trong hơn cái bản gốc. Ví dụ như cái này thì mình cảm thấy đây nó hơi xanh một tí, đấy một tí thôi, thì khi mà mình kích vào đây thì cái nhiệt độ màu của nó sẽ tăng lên là 4800, và cái màu nó sẽ là cộng 5, thêm một chút. Thế tuy nhiên là mình sẽ thấy rằng là cái ảnh của mình nó sẽ chi tiết, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, cái độ tương phản về ánh sáng và màu nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì đối với một số bạn thì có thể là biết rồi, nhưng mà cũng có nhiều bạn là cũng có thể là chưa biết, thì mình sẽ giới thiệu luôn về cái tất cả các công cụ và cách chỉnh để các bạn có thể cập nhật nó tốt hơn, là các bạn đi tìm lại cái video của mình. Thì đối với những cái ảnh nó liên quan đến ảnh cưới, có những cái trang phục nó màu trắng thì mình đã có những cái video giới thiệu khá là chi tiết về việc mà sử dụng cái clarity này. Clarity này khi mà các bạn tăng tăng lên thì cái độ tương phản giữa cái điểm sáng và điểm surround của cái màu trắng này nó sẽ rất là rõ nét. Và như vậy thì nhìn trong cái vùng màu trắng ấy thì rất là cũ. Đó. Nên nếu như ngược lại thì khi mà các bạn kéo giảm cái clarity đi, thì giữa hai cái giới hạn về màu màu sáng này, nó sáng và tối của cái vùng màu trắng này, nó sẽ nhìn nó sẽ mềm mại hơn rất là nhiều. Chính vì vậy đối với ảnh cưới và những cái ảnh mà có trang phục màu trắng ấy, thì các bạn nên giảm cái clarity này đi, nên giảm để cho cái váy và cái ấy của mình nó, cái áo, cái trang phục của mình nó nhìn trông nó đẹp hơn, nó sáng hơn. Ok, đây mình cứ để khoảng tầm 20 gì đó. Sau đó thì chúng ta sẽ tăng shadow. Cái này thì ở trong một số video mình cũng có hướng dẫn rất là cụ thể. Nếu khi các bạn đè phím An và các bạn kéo, thì khi các bạn nhìn nhé, cái vùng điểm shadow ở đây này, các bạn nhìn qua điểm shadow ở đây, khi bạn dùng phím An các bạn kéo, thì khi nó xuất hiện ở trên màn hình những cái điểm nhỏ nhất thì các bạn có thể dừng, bởi vì đó là cái điểm giới hạn, điểm chết của shadow, điểm chết sáng đó. Tương tự black cũng vậy, các bạn cho nhỏ xuống.
Còn đối với những cái bạn mà có kinh nghiệm rồi thì thôi, các bạn có thể nhìn bằng mắt trực tiếp. Đó, khi bắt đầu xuất hiện điểm sáng thì các bạn dừng. Ở đây thì cái điểm black của nó là gần như là cân bằng, bởi vì lý do của nó là như thế này. Cái điểm sell này là các bạn đã tăng nó lên từ lúc đầu. Nếu như các bạn chỉ tăng vừa vừa ở vậy thôi để đạt được cái điểm mà các bạn nhìn là các cái vùng tóc hoặc là các cái vùng trang phục nó ok rồi, ví dụ như thế này, thì khi các bạn đè phím an, các bạn kéo về cái, các bạn kéo cái kênh black thì nó lại khác, nó lại thay đổi một chút. Đó, nó sẽ có xuất hiện các cái điểm ở trên, nó sẽ xuất hiện cái điểm chết màu black, cái điểm giới hạn. Bởi vì vậy nên là giữa hai cái kênh, giữa hai cái thanh shadow và cái thanh black này thì các bạn có thể cũng tự điều chỉnh đấy. Đó, như đây thì mình điều chỉnh bằng mắt sao cảm nhận được là ok. Hai cái này nó giống nhau. Cái white và cái highlight cũng thế. Khi bạn tăng cái white lên một tí, một chút để cân bằng cho cái ảnh nó tương phản sáng tốt hơn, thì các bạn cũng phải giảm cái highlight này đi tương đối. Để làm sao cái vùng trắng ấy, nó không bị lốp, nó không bị cháy sáng. Ok. Đối với cái camera raw nhé, mà các phiên bản cao á, nó sẽ có cái texture nhé các bạn nhé. Cái này nó tăng cái độ tương phản về khối này nên là tương đối tốt. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái Vibrant thì đối với ảnh phim trường ấy, thì đối với mình chỉnh cái này nó không nhiều lắm. Vibrant là nó sẽ bù những cái màu mà yếu ở trong cái ảnh này, nó bù vào nhiều hơn, nó vẫn là tổng thể nhưng mà nó là nhiều hơn cho những cái màu mà nó đang đang bị thiếu. Còn cái Saturation này thì là nó giảm tổng thể hoặc tăng tổng thể. Đấy. Tăng thì thừa nó cũng tăng. Cái này thì mình giảm bớt đi một tí cho đỡ rực rỡ. Đối với contrast nhá, thì mình thường sử dụng là đối với ảnh trong phim trường ấy thì mình thường giảm nó đi, bởi vì ảnh phim trường thì nó tương đối là cái độ contrast của nó là tương đối là cao, cho nên là mình không 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 tăng nữa. Ok, cái này một cái chỉ sử dụng một chút thôi, bởi vì là mình sẽ còn còn xử lý ở trong Photoshop. Đối với ảnh trong phim trường thì mình thường làm là ở kênh blue này thì mình sẽ không tăng. Mình sẽ không tăng cái saturation của kênh blue lên. Cái này là nó tăng cái kênh này lên thì nhìn nó sẽ rất là rực rỡ. Đấy, nhưng mà đối với phim trường, ảnh trong phim trường hoặc là ảnh trong phòng ấy thì mình thường thường mình giảm bớt một tí để nhìn cái màu nó mềm hơn. Còn tăng lên thì là sẽ rất là rực rỡ. Ở đây thì mình sẽ giảm đi cho màu nó mềm hơn. Tuy nhiên kênh green thì mình lại tăng lên một chút cái saturation này. Không nhiều lắm. Màu đỏ cũng vậy. Tăng lên một chút. Ok. Có những bạn thích màu cam thì các bạn có thể kéo tăng cái này nhá. Mình không thích, mình đang chia sẻ về cái tông trong sáng thôi, cái tông trong sáng của phim trường thôi. Tiếp đến thì mình sẽ qua cái speed tuning. Speed tuning thì thường thường thì vẫn đối với ảnh dịch vụ bình thường thì vẫn cứ để cho nó ám xanh đi thôi. Ở kia thì mình cái ở cho trong cái calibration thì mình không không tăng ám xanh lên, tuy nhiên rằng là
ở speed trung linh này thì mình sẽ tăng nó lên để cho nó ám và cũng đẩy cái line nó lên một chút. Ok, tạm ổn. Sang adjustment. Mình cũng đã có chia sẻ rất là chi tiết về cái luminance. Cái này là độ chói sáng của các kênh riêng biệt. Thì đối với cái vùng màu mặt này này, vùng màu da mặt này, muốn để cho nó căng, cho nó sáng, thì thường thường là cái vùng da mặt nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp ở ba kênh, ở ba cái kênh là red và orange và yellow. Cái việc đầu tiên là mình cứ tăng orange này một chút đã, nó sẽ sáng hơn rất nhiều. Sau đó mình sẽ tăng kênh yellow, các bạn có thể để nhỏ các bạn nhìn nhé, đây là yellow này đó. Tất cả cái vùng da này nhìn nó sẽ sáng hơn, nó bị ảnh hưởng từ đối với cả cái vùng da mặt ấy, nó ảnh hưởng ở ba kênh này luôn. Nhiều ít là tùy mình, tùy cái cách mà mình nhìn đó, mình nhìn nhận. Ok, đối với ảnh phim trường thì ở đây thì mình nhìn thấy ở đây nó có cái màu cyan, ở đây nó có màu cyan này, thì cái ở đây á đó là chính là cái kênh aqua này. Nếu các bạn muốn trong sáng thì các bạn đẩy nó lên một tí thôi. Ok, magenta, màu đỏ tươi, cái này có thể để cho nó đậm đậm lên một chút. Kênh magenta này nó cũng có ảnh hưởng một chút, không đáng kể, dừng một chút vào cái vùng da mặt. Cái này mình làm để mình lấy cái màu của bóng này thôi. Đấy, mình đọc luôn ở trên này nó có những màu gì cần chỉnh như nào, cần xử lý như nào thì mình sẽ xử lý. Quay sang Saturation. Saturation thì bản chất ảnh của trong phim trường thì cái màu sắc và cái nhiệt độ màu tương đối cao, nên là mình sẽ giảm bớt cái sắc tố đậm đỏ đi, orange này đi, kể cả sắc tố màu vàng sẽ giảm bớt để cho nó nổi bật cái chủ thể lên. Cái màu nó sẽ chỉ ảnh hưởng và nó trực tiếp vào cái mặt chủ thể này. Magenta là cái quả bóng này, mình muốn cho nó đậm lên một chút đó cho nó rõ. Thì cái ảnh thì lúc sau là cái màu nó sẽ ok. Đối với cả kênh Huê này nhá, thì thực ra thì ở trong cái ảnh phim trường và ảnh trong phòng ấy cũng rất nhiều bạn hay sử dụng, bởi vì cái này nó là cái kênh này là cái kênh thay đổi tông màu. Thực ra thì mình cái này thì mình không muốn thay đổi tông màu, mình chỉ muốn tạo cái ảnh trăng trong sáng thôi, cho nên là mình sử dụng đúng cái kênh Orange này thôi, một chút thôi, đẩy lên một chút các bạn, nếu mà đẩy nhiều các bạn thấy nó vàng, bên này là sang màu vàng. Thì về cơ bản thì như này là tương đối ok, màu sắc trong sáng, tăng nét này, tăng nét, giảm độ noise, cái đấy sử dụng rất ít. Về khớp, khớp thì ở đây cái ảnh này chụp tương đối ok, mình không có điều chỉnh nhiều với khớp, ánh sáng của nó là tương đối ổn rồi.
Ok. Như vậy thì là cơ bản thì cái việc mà điều chỉnh cái chỉnh sáng và xử lý lại một số các cái lỗi về ánh sáng và màu ở trong 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 camera raw là đã được rồi. Sau đó thì sẽ chuyển sang Photoshop để tinh chỉnh. Ở đây thì sau khi chuyển này thì các bạn có thể tăng cái kênh màu đỏ lên một chút để cho cái nó tươi cái màu môi ấy. Chúng ta có thể xem lại tất cả những cái ảnh mà trong cái bộ này được chỉnh hàng loạt. Camera Raw và Lightroom ấy thì cái đặc tính của nó là blend màu hàng loạt. Các bạn có thể so sánh từ cái ảnh gốc ở đây và cái ảnh sau khi mà đã chỉnh một chút thì nó nằm ở đây. Cái yếu tố đầu tiên đó là xử lý làm sao cái chi tiết này, cái chi tiết sau khi xử lý nó phải được trong sáng, nó phải được rõ nét. Đó, đối với độ tương phản của nó từ màu sắc cho đến các chi tiết là nó phải rõ nét. Như vậy là ok. Rồi, sẽ mở ra Photoshop. Cái stock này của bạn Tâm Võ bạn đi chụp là cũng rất là ổn. Lightroom và Camera thì nó rất là mạnh trong cái vấn đề mà xử lý ảnh hàng loạt, xử lý blend màu ảnh hàng loạt. Tuy nhiên có một số thứ nó vẫn bị hạn chế, không thể mạnh bằng Photoshop được. Đó là những cái vùng, ví dụ vùng những cái vùng shadow này nó sẽ không lấy được một cách chi tiết như là trong Photoshop. Cho nên là kiểu gì chúng ta vẫn phải xử lý ở trong Photoshop. Cái việc đầu tiên của mình sau khi mà đã xuất ra Photoshop rồi thì mình sẽ chọn cái Shadow Highlight để điều chỉnh. Đầu tiên là mình cứ chuyển nó về không hết để các bạn có thể hình dung. Đây là cái kênh Shadow. Không to các bạn nhìn. Các bạn đẩy mouse lên thì tất cả các vùng vùng Shadow này nó sẽ sáng lên. Cái tông mà các bạn có thể đẩy lên cao, các bạn có thể nhìn thấy. Radius ảnh hưởng trên cái khoảng pixel mà mình chọn. Thì đối với ảnh mà phim trường và ảnh trong phòng ấy thì điều chỉnh nhiều ở cái kênh này các bạn sẽ tạo ra được cái độ trong và nó sẽ tách được cái người ra khỏi cái nền phông rất là rõ ràng, cái chi tiết rất là tốt. Đó. Và đặc biệt là những cái vùng mà vùng 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 shadow ấy nó sẽ được tăng lên rất là đều. Cái yếu tố này vô cùng quan trọng khi các bạn muốn chỉnh một cái ảnh đẹp ở trong phim trường và ở trong cái ảnh trong phòng, kể cả đối với ảnh ở ngoài trời. Khi các bạn sử dụng như thế này thì cái chi tiết của nó sẽ rất là rõ ràng. Bởi vì là mình đang nói về cái việc mà chỉnh trong sáng, cho nên là khi các bạn nhìn là mình sẽ chỉnh rất là mạnh tay. Đây là cái trước và sau khi mà mình sử dụng cái shadow thì các bạn nhìn thấy tổng thể cái ảnh đó nó rất là sáng đều và rất là rõ nét với các cái chi tiết. Đối với kênh highlight thì trong cái trường hợp này thì mình đã xử lý rất là
chi tiết và kỹ ở ở trong camera raw rồi, cho nên là đối với kênh highlight này thì mình không có điều chỉnh nhiều lắm, tăng cái độ, tăng cái pixel ảnh hưởng lên để cho nó có cái độ sâu. Ok, vậy là ở đây là trước này, sau khi điều chỉnh này. Đấy, sau khi điều chỉnh cái kênh cái shutdown highlight này thì tất cả những cái chi tiết là nó lên lên rất là tốt. Đó. Rất là đều, hỗ trợ rất là ok. Và nó có thể, cái quan trọng cực kỳ luôn, nó tách được cái chi tiết của cái nó tách chi tiết giữa người và cái nền này rất là tốt. Ok. Sau khi được cái này rồi thì mình sẽ sử dụng Selected để tinh chỉnh các cái màu. Đối với màu cơ bản của ảnh cưới, đó là cái màu hồng, đó là cơ bản. Thì đối với màu đỏ, màu đỏ này để cho cái mặt nó hồng hào. Ở cái thanh black này, các bạn nhìn này, khi các bạn kéo lên nhá, thì tất cả các cái vùng đen này này, các cái vùng shadow này, nó sẽ được đẩy lên, nó được đẩy lên, đó. Thì cái này các bạn có thể kéo lên một chút để nó tự tự nhận các cái vùng, các cái điểm shadow này nó sẽ đẩy lên. Cái đặc tính của nó khi mà nó đẩy lên như này, nó khử đi các cái vùng, các cái điểm đen đó, để cho nó sáng cái vùng shadow này lên. Tuy nhiên nó sẽ không bị, nó không bị gọi là tạo thành các cái vùng mà nó sẽ mềm, rất là mềm, và nó không không, không tạo thành một cái vùng rõ ràng để cho để nhìn cái ảnh nó khó nhìn, mà nó rất là mềm, các bạn nhìn nhé. Đó, nó sẽ tăng đều. Thì cái này các bạn có thể để vừa vừa thôi, tất cả mọi thứ đều vừa vừa thôi nhé, đừng quá quá là hỏng hết đấy. Đối với tông màu mà các bạn muốn màu mặt nó hồng thì các bạn để lên đây, các bạn sẽ giảm cái cyan ở ở kênh red đi. Còn nếu mà các bạn muốn nó trong sáng hơn thì các bạn có thể, nó nhẹ màu hơn thì các bạn có thể giảm tăng cái cyan lên. Đấy, các bạn tăng cyan lên thì cái mặt nó sẽ không, nó ít hồng, giảm đi, giảm cyan đi, mặt nó sẽ hồng hào. Thường thường đối với ảnh cưới, ảnh dịch vụ thì tốt nhất là cứ theo cơ bản như thế này là ok. Chứ nhiều khi bem blend màu trông đẹp lắm, anh em trong nghề khen tới tấp, ra khách không khen, bảo mặt nhìn trông trắng bệch như nọ kia, không hồng hào tí nào, thôi chết, làm cả bộ ảnh xong phim đi làm lại. Kênh green thì muốn, các bạn muốn nó rõ ràng một kênh green thì các bạn giảm cái magenta của kênh green đi, thì tất cả cái vùng màu này rất là rõ. Kênh blue vậy, các bạn giảm màu vàng đi, giảm màu vàng đi, cái kênh cái màu blue nó sẽ rất là rõ. Và đặc biệt ở trong cái city color thì nó có ba kênh black và kênh Y và kênh New Chan này. Cái này thì mình sẽ làm trong một cái video rất chi tiết về ba cái màu này trong cái việc cân bằng. Về màu sắc mình sẽ làm một cái video khác, bởi vì cái đấy nó cũng tương đối là dài và nhiều. Ở đây thì mình sẽ tăng cái black này lên, tăng black cái màu đen nó ok thôi. Cái new chat này thì mình giảm bớt nó đi một tí cũng được, nó tùy tùy vào từng cái ảnh, các bạn chỉ cần nắm được cái yếu tố của nó là ok rồi. Đây là đối với kênh Y, kênh
Bên ngoài thì các bạn nhìn đây, khi các bạn giảm cái black đi thì cái vùng sáng nó sẽ rất là sáng, giảm cái thanh black đi thì để trong sáng thì các bạn phải giảm rồi. Zero cũng vậy, giảm một chút. Tiếp tục đến cái màu vàng. Ở cái màu vàng nhé, khi mà các bạn giảm màu vàng đi thì cái sắc tố của cái mặt này nhìn trông nó sẽ chuyển sang thành tím đỏ. Nên là các bạn giảm cái này, có giảm thì các bạn giảm ít thôi. Kênh màu vàng này nó cũng ảnh hưởng đến cái màu da mặt nhé. Như mình đã nói ở trong cái camera raw đấy, lúc mà điều chỉnh ấy. Bởi vậy cho nên là khi mà các bạn nhìn thấy các cái điểm shadow ở trên cái gương mặt này này, bình thường là các bạn sẽ phải khoanh vùng để mà làm, nhưng mà thực ra khoanh vùng như thế là nó cũng không phải chuẩn đâu. Các bạn có thể giảm cái black này đi thì tự dưng các cái vùng vùng da này nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, mà nó sẽ sáng hơn và cũng giảm vừa thôi. Về bản chất cái cyan này cũng như là ở tinh màu đỏ, khi các bạn giảm cyan đi, giảm màu xanh đi thì cái sắc vàng nó sẽ nhiều hơn, nhìn nó sẽ hòa trộn với cả tinh màu đỏ, nó sẽ hồng hào hơn đó. Đây tinh cyan aqua ở trong tinh aqua ở trong 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 Camera Raw và Lightroom đấy. Thì nếu các bạn muốn cho nó sáng cái vùng này lên thì các bạn giờ sẽ giảm cái màu đen đi thì nó sẽ sáng lên thôi đó. Về kênh cyan này thì nếu các bạn giảm cái cyan đi thì cái sắc tố của nó ở đây nó sẽ sáng hơn, các bạn tăng lên đậm thì nó sẽ đậm hơn. Và đây thì mình muốn để cho nó sáng nổi cái chủ thể là cô dâu chú rể. Đối với cả cái ảnh thường thường, những cái ảnh cưới ấy, thì bao giờ cũng muốn mình cũng muốn là để làm sao để cho cái cô dâu chú rể nổi bật, cho nên là bao giờ mình cũng sẽ xử lý những cái xử lý những cái màu ở xung quanh để làm sao cho cái chủ thể nó phải là nổi nhất đó đối với cyan. Ok, magenta, magenta, hình magenta. Ở một số các cái ảnh ấy, mà nếu như khi chúng ta quên không khử cái màu cái vùng màu tím này này thì nó sẽ nổi lên ở đây. Bởi vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái magenta này, chúng ta giảm toàn bộ cái magenta này xuống thì để nó khử được cái vùng này, tăng lên ở đây này. Đấy. Những cái ảnh mà bình thường mà chụp 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 ngược sáng ấy là nó hay bị vậy, thì chúng ta cũng có thể xử lý ở đây đó, giảm cái magenta này đi, nó cái màu đỏ tươi, giảm bớt đi. Ok, như thế là mình đã xử lý tinh chỉnh qua tinh chỉnh bằng CC Color xong. Thì đây là cái ảnh mà lúc lúc nãy là mới camera raw, và đây là sau khi mà tinh chỉnh bằng Selective. Thì sau khi mà tinh chỉnh bằng Selective thì tất cả các chi tiết nó sẽ rất là rõ rõ nét và nó rất là ổn. Ở đây thì các bạn có thể dùng nhiều cái kênh Selective khác nhau, có thể thêm. Ví dụ có những cái người mà ví dụ bạn không muốn điều chỉnh ở nó tiếp tục, các bạn có thể mở thêm một cái Selective khác. Ở đây nếu như bạn nào mà cảm thấy cái màu mặt nó vẫn hơi đỏ, các bạn muốn cho nó nhẹ nhàng hơn thì các bạn có thể tăng cái phần trăm của kênh màu xanh lên, kênh cyan này lên. Đó. Thì cái màu mặt nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ tươi hơn. Tăng một chút vàng.
Magenta này thì là nó như mình đã nói là đỏ tươi mà. Các bạn giảm hết magenta thì là cái tông này nó tự nhiên nó trở thành màu vàng, tăng nó lên magenta nhiều thành đỏ tươi. Nên ở đây thì đối với cả cái màu mặt thì mình sẽ không không xử lý. Ok, đấy là chỉ được thêm một chút thôi để cho cái màu mặt làm sao cho nó trắng hồng thôi, mềm mại. Đó, như vậy thì về cơ bản thì tất cả mọi cái về cái ảnh này mình đã hướng dẫn rất là chi tiết cho các bạn về cái cách mà blend và xử lý ảnh trong Photoshop, xử lý màu trong Photoshop đối với ảnh ở trong phim trường. Còn các cái vấn đề chi tiết hơn về retouch và các thứ này nọ thì cái này các bạn có thể tự các bạn làm, hoặc là mình sẽ có một cái video khác để hướng dẫn chi tiết về cái retouch rất là nhanh. Thì đối với cái cách chỉnh của mình ý, thì tất cả những cái vùng ví dụ như là các cái vùng shadow và cái vùng mà bị tối ở đây thì cái ánh sáng của nó sẽ trở nên rất là đều. Và như thế này thì khi các bạn in ra ảnh ấy thì đảm bảo là 100% là nó sẽ không bị cái màu này nó sẽ không bị chết mà nó sẽ không bị ám. Đấy, những cái vùng đây này rất là ok. Cái này các bạn sau đó các bạn có thể chạy mịn và sử dụng retouch, nó sẽ đẹp. Đây, các cái vùng này bình thường cái mặt chú rể này ở cái đoạn này là nó hơi bị tối sáng. Tuy nhiên khi mà chỉnh bằng cái cách của mình, theo cái cách của mình thì cái chi tiết của nó là tương đối, nó không bị chết màu, không bị bệt ở chỗ này. Đây là một cái khuôn mặt tương đối là khó chỉnh về cái góc độ về ánh sáng mặt chú rể này, vì cái độ tương phản của nó giữa cái vùng shadow của nó là rất là rõ. Ở đây là nó thiếu đèn đánh vào này. Đấy, thiếu đèn đánh vào cho nên là nó tạo ra cái nó tạo ra cái vùng tối rất là khác biệt. Nếu như chỉnh bình thường ấy thì cái chỗ này rất là tối, và nếu mà chúng ta dùng quanh nó lại để mà chỉnh sáng lên ấy thì nó sẽ cái ảnh tự nhiên nó sẽ bị mất cái chi tiết và nó sẽ không còn được đẹp nữa. Còn sau khi chỉnh bằng cái cách này thì các bạn nhìn thấy cái chi tiết của nó rất là ok, rất là tốt. Đấy. Tóc, vùng tai rất rõ nét. Đấy, rất là rõ. Các cái vùng về màu, về phông, cái chi tiết rất là tốt. Cái yếu tố quan trọng để khi mà chúng ta blend một cái ảnh và xử lý một cái ảnh cưới là chúng ta phải làm sao để cho các cái chi tiết này nó phải thực sự là rõ nét và các cái màu sắc của nó phải trong. Đó, tách được các cái vùng màu ra rất chi tiết. Tất nhiên xong đây rồi các bạn có thể dán lớp này, các bạn có thể tăng nét thêm một chút. Thì cái chi tiết này nó sẽ nổi bật hơn. Và sau đó các bạn sẽ mịn nữa thì là ok lắm. Ở đây thì mình có một cái mình thử tăng nét cho các bạn. Mình có cái action tăng nét bằng hai pass. Hai pass nó là cái bộ lọc cao cấp. Nó là một bộ lọc cao cấp. Đó. À, action của mình đây. Chi tiết nó lên như vậy. Mình thấy action này thì nó có cái tác dụng đối với mình thôi. Mỗi người thì có cách làm riêng. Nếu mà mình giảm cái opacity này của nó vừa vừa để thì như vậy thôi, nhưng mà không phải lúc nào cũng lấy 100%. Để vừa vừa thì là cái chi tiết của mình nó sẽ rất là nổi. Cái chi tiết về tóc, tai, các thứ rất là nổi. Và sau đó thì các bạn có thể là sẽ mịn xử lý các thứ là ok là xong. Thế như vậy thì mình bài chia sẻ của mình về cái cách chỉnh ảnh trong sáng ở trong phim trường và trong phòng là hôm nay là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu các bạn thấy có hứng thú và cảm thấy rằng là những cái chia sẻ của mình nó hữu ích thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình để
những cái video sau. Khi mà mình có các video sau thì các bạn sẽ không bỏ lỡ. Xin cảm ơn các bạn.